Rồi, em mến chào bà con mình nha. Thì đầu clip thì cũng như thường lệ, em kính chúc sức khỏe đến tất cả bà con bên chị mình đang xem clip thì có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, thứ nhất là công việc nuôi lươn. Rồi, thì ngày hôm nay thì em cũng rảnh thì cũng tiếp tục cập nhật giá lương thực lên xuống hàng ngày lên đây để cho một số bà con mình cần bán cũng như xem giá tham khảo. Đó, thì em nhắc lại thì bên em chỉ là cập nhật giá lương thực lên xuống hàng ngày lên đây để cho bà con mình biết giá cả lên xuống của lương để bà con mình mua bán trao đổi cho nó dễ hơn. Đó, thì em cũng như là giới thiệu thương lái số điện thoại cho bà con mình từ các tỉnh, các khu vực để bà con mình mua bán. Đó, cho số điện thoại bà con mình điện trực tiếp, giá cả hợp lý rồi thương lái người ta sẽ tới nhà bà con mình. Đó, thì clip nào em cũng nói về vấn đề này để cho bà con mình hiểu. Đó, thì một số anh em người ta đăng ký kênh lâu thì người ta biết. Đó, thì những anh em mà mới đăng ký kênh đó cũng như chưa biết, nhiều khi anh em thắc mắc. Đó, thì em chỉ là cập nhật giá lương thịt lên xuống, chứ không phải bên em là thu gom lương thịt. Đó, thì em nói rõ ràng lên đây cho bà con mình dễ hiểu. Đó, thì hôm nay thì em xin phép cập nhật giá lương nhân tạo, giá lương sạch, giá lương loại 1, giá lương nhất nha cả nhà. Đó, cho anh em mình biết cái giá hàng ngày như thế nào để mà nếu bà con mình thấy cái giá được thì bà con mình bán, còn không được thì bà con mình neo tới Tết nha. Thì từ đây tới Tết thì cũng còn khoảng tầm 30 mấy ngày nữa là Tết rồi. Đó. Rồi, thì ngày hôm nay thì em cập nhật cái giá lương loại 1 ở khu vực như là Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai, An Giang, Long Xuyên nha cả nhà, Hồng Ngự, Cao Lãnh. Đó, thì những chỗ này thì anh em nào cần bán đó thì cứ để lại bình luận ở phía clip. Đó, thì bà con mình cần ra lương đồng hay lương nhân tạo, bà con mình ở khu vực nào, số lượng bao nhiêu, bà con mình bình luận rõ ràng rồi em sẽ cho số điện thoại dưới nha. Đó, rồi thì cái giá lương nhất của hôm nay thì anh em cho em là lương loại 1 là 125.500. Đó, thì hôm nay thì nó tăng lên 500 đồng cả nhà. 125.500. Đó, thì giá cả lương thì mỗi ngày mỗi khác, mỗi thương lái thu gom khác, rồi tùy theo người ta lỡ tới ao hồ bà con mình, rồi người ta xem con lương mình trực tiếp rồi người ta báo giá chính xác hơn. Đó, ví dụ như con lương mình có cái màu vàng đẹp thì lúc nào cái giá nó cũng cao hơn, còn ví dụ như con lương bà con mình nó không có màu thì cái giá nó trung bình, nó có thể là 125, 124, 123 không chừng, nó đủ lỗ giá chưa nghe cả nhà. Đó, cái đó là ăn thua, thời điểm này ăn thua là cái con lương bà con mình đẹp thì có cái giá đẹp nha, còn trung bình như em nói đó. Đó, thì còn cắn sô thì bà con biết rồi đó, thì nhất nhì ba lọt sọt. Đó, thì cũng người ta thu gom vô thì hiện tại thì buổi sáng ngày hôm nay đó thì cũng 115, 114. Đó, thì cái đó là giá luôn cắn sô nha, thì em cập nhật cho bà con giá luôn cắn sô luôn, 114 115. Đó là cắn sô nhất nhì ba lộn xộn. Còn lương bà con mình nếu mà nuôi nó đều nó đạt đó thì lương nhất thì bà con mình bán cái giá lương nhất lương 1 đó là 125.500. Đó. Rồi, thì anh em nào mà xem clip lần đầu tiên cũng như chưa like chưa đăng ký kênh thì bà con quý chị mình like ủng hộ kênh thì đăng ký kênh để mà theo dõi những clip tiếp theo của kênh cập nhật giá lương thịt lên xuống. Đó, để bà con mình biết cái giá để bà con mình nắm bắt để mà bán. Đó, thì ví dụ như thấy cái giá được thì bán, còn thấy cái giá nó thấp quá thì mình neo lại. Đó, thì bên em chỉ là cung cấp lương đồng, lương giống thôi cả nhà. Em cấp lương giống là lương đồng, đó là lương ăn mạnh cái mẫu 80 con, 70 con một ký. Đó, thì nào giờ thì em cung cấp lương giống, lương thường đồng nha. Còn những cái ao hồ mà hiện tại thì em cập nhật giá lương thịt đó thì hiện tại những cái bồn lương này là lương nhân tạo, lương sạch của những anh em nuôi lương nha cả nhà, chứ không phải là lương bên em nha. Đó, thì em nói để cho bà con mình hiểu. Đó, nhiều khi bà con mình nói em bán lương đồng mà sao mà thấy quay toàn bộ là cái lương nhân tạo quá. Và lương nhân tạo thì không phải lương bên em nha, hiện tại là lương những anh em trên hội trên nhóm nha cả nhà. Lương những anh lương này thì người ta cũng đang bán để mà cập nhật lương thịt đó. Nó thì em nói cho bà con biết, nó thì mấy cái lương này thì hiện tại thì anh em cũng người ta cũng sức sửa bán nha cả nhà. Nó thì bà con quý chị mình thấy hiện tại trên màn hình nè, cái màu lương nó rất là đẹp đúng không, có màu vàng. Nó thì thời điểm bây giờ thì bà con quan trọng mình nhớ chú tâm vào cái màu con lương nha. Thì cái con lương nhân tạo thì nó tóm lại thì nó cái màu nó không như lương đồng mình nha, tại vì con lương đồng của bên em á là con lương đồng là ngoài thiên nhiên nó đã có màu vàng sẵn rồi. Còn lương giống nhân tạo nè thì bà con mình những anh em mà ta nuôi lâu có kinh nghiệm đó, người ta cho lên màu rất là dễ nha. Còn những anh em mà cũng như mới vào nghề đó thì nuôi nó không có màu nha, thì hiện tại thì con lương nó không có màu thì quý anh chị mình biết rồi đó, thì cái giá nó cũng nằm cái trung bình ở 125 124, nó tùy theo thương lái nữa, rồi tùy theo bà con mình lương nó đều hay không đều nữa nha, chứ không phải là em cập nhật cho bà con mình cái giá hiện tại là 125.500. Đó, rồi tới khi mà thương lái người ta vô cái bồn của bà con mình người ta xem đó, rồi lương bà con mình không đặt chỉ tiêu kiểu mà nó không có màu vàng đó, nó kiểu mà trắng trắng đen đen sao á, thì em nói thì những anh em mà nuôi lương thì biết cái màu của lương mình đó, thì trắng trắng đen đen sao đó thì em nói gì biết. Còn những anh em mà nuôi người ta đã
nuôi lâu thì cái màu nó vàng vàng, thì bà con quý chị nhìn định thì trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều anh em sử dụng những cái loại mà thức ăn nó tạo màu cho em cho lương rồi cách lên màu nó thì mình lên lên tự nhiên nghe cả nhà, chứ không phải là mình dùng cái quá chắc mà để lên con lương tạm thời cho màu vàng nghe, thì cái đó rất độc hại cho người sử dụng nghe. Còn cái này là mình nói là mình lên màu cho con lương là những cái loại thức ăn đó, thì những anh em đã xài qua thì người ta sẽ biết những cái loại đó và những cách lên màu đó. Còn mà cái trường hợp mà anh em mà lên dùng ba cái quá chắc mà lên màu thì cái đó là tạm thời nha. Đó, thì cái đó là em nói là không có nói gì vấn đề đó. Em nói vấn đề là mình cho ăn thức ăn là nó có lương màu vàng tự nhiên thì lúc nào con lương nó cũng đẹp hơn, nó ngon hơn thì thương lái người ta gặp thì người ta thích hơn. Còn ví dụ như hiện tại mà ta vô thời điểm này ta vô cao của bà con mình, người ta thấy cái lương mình không có cái màu thì thương lái thứ nhất là người ta đương nhiên người ta phải chê rồi. Đó, rồi ta bắt cho bà con mình cái giá rất là bèo. Đó, nhầm chỗ nhầm anh em mà báo là khi mà mình giới thiệu thương lái cho anh em bán và nhầm chỗ người ta trả. Đó, thì chẳng này đó thì ăn thua anh em mình thương lượng nha. Đó, còn tùy theo lương của anh em mình nữa. Đó, chứ nhiều khi em cập nhật giá lương vậy người ta cho em giá vậy mà đến khi mà vô xem lương mà con mình cho có giá thấp quá thì cái đó vấn đề đó thì em không hiểu rõ, thì cái đó anh em mình thương lượng với lái nha. Đó, tùy theo lương mình sống hay đẹp nữa. Em không có nói trước được thì thương lái người ta cho em cái báo giá em là buổi sáng ngày hôm nay, rồi khi mà nửa tháng sau bà con mình coi cái clip cũ rồi nó không phải như giá vậy nha, có thể là giá lương lên thì nó có thể lên hơn, có thể nó không lên thì nó xuống thấp hơn. Nó thì nó tóm lại thì nó cũng lên xuống vài ba ngàn rồi nó cứ chưa ổn định nữa cả nhà. Nó thì em không có biết trước được thì em cập nhật cho bà con mình vậy, rồi chính xác nữa thì người ta lại xem ao hồ bà con mình chăm đương đó, cái đó là mà chính xác hơn. Đó, thì nói gì cho bà con mình dễ hiểu thì lương vàng thì lúc nào cũng được cái giá nó cao nha cả nhà, cho nên bà con quý chị mình nhớ nha. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip nha, thì hẹn bà con quý chị mình trong clip tiếp theo. Thì kết thúc clip thì em cũng xin chúc sức khỏe đến bà con mình. Thì năm nay thì hy vọng là cái Tết năm nay nó luôn nó lên đột sức, nó lên đột sức để bà con mình bán có lợi nhuận cao nha. Rồi em xin hẹn bà con mình gặp lại trong clip tiếp theo.